ngày 9 tháng 8, tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổ chức Di cư Quốc tế, IOM, và Cục phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã hoàn thành chuỗi hội thảo đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn năm 2021 đến năm 2025 trong lĩnh vực bảo vệ nạn nhân. Sự kiện quy tụ gần 200 đại biểu đại diện các cơ quan từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là các cán bộ thực hiện công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người, đại diện các đại sứ quán, các viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và Liên Hợp Quốc. Hội thảo đã diễn ra ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo nhấn mạnh cam kết theo đuổi mục tiêu của chương trình phòng chống mua bán người và nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường công tác triển khai chương trình này. Đặc biệt, đã có 40 tỉnh thực hiện quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, với hy vọng xác định và hỗ trợ nhiều nạn nhân dựa trên pháp luật hiện hành và chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn năm 2021 đến năm 2025. Phát biểu tại hội thảo, trưởng phái đoàn IOM bà Park Mi-young đánh giá cao cam kết của chính phủ Việt Nam trong công tác phòng chống mua bán người. Bà Park Mi-young nhấn mạnh vai trò quan trọng của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng các bộ, ngành liên quan và địa phương trong tăng cường quy chế phối hợp công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Đồng thời cho biết IOM sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các đối tác để đạt được các mục tiêu trong công tác phòng chống mua bán người, trong đó có bảo vệ, hỗ trợ các nạn nhân. Sẽ tiếp tục nghiên cứu và thử nghiệm các mô hình, dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập, để tối đa hóa nguồn lực hiện có và đáp ứng cụ thể nhu cầu của người di cư dễ bị tổn thương. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết hiện có 40 tỉnh đã thí điểm áp dụng quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người. Bà Nguyễn Thùy Dương, Phó Cục trưởng Cục phòng chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nhấn mạnh sự đồng hành và hỗ trợ tích cực của IOM với công tác phòng chống mua bán người và bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân. Cục phòng chống tệ nạn xã hội và IOM đang hợp tác xây dựng bộ công cụ sàng lọc cùng mô hình hỗ trợ hòa nhập, tập trung vào hỗ trợ sinh kế cho nạn nhân bị mua bán và người di cư trong tình trạng dễ bị tổn thương. Từ năm 2017, IOM đã hỗ trợ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các đối tác tại các địa phương thử nghiệm nhiều mô hình đa dạng nhằm hỗ trợ tái hòa nhập cho nạn nhân bị mua bán người, bao gồm mô hình tái hòa nhập cộng đồng thông qua các nhóm tự lực tại Bắc Giang, Thừa Thiên Huế và Tây Ninh. Mô hình này đã hỗ trợ thành công 179 nạn nhân. Bên cạnh đó, 550 cá nhân đã nhận được sự hỗ trợ từ các mô hình tại Quảng Bình, Hà Tĩnh và Nghệ An. Để nâng cao hiệu quả của các mô hình tại cộng đồng trong các hoạt động hỗ trợ và chuyển tuyến để xác định và hỗ trợ nạn nhân, với sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 5 văn phòng hỗ trợ dịch vụ một điểm đến, OSSO, được thành lập.